Kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa rất thân mến. Trong tháng 9 năm 2017 vừa qua, chúng ta đã hiệp thông cầu nguyện cho các tội nhân được hoán cải. Vì ý thức sự nguy hại của tội lỗi và vì muốn đáp lại lời mẹ Fatima nhủ khuyên là hãy ăn năn cải thiện đời sống bước vào tháng 10 năm 2017, tháng Minh Côi, chúng ta được mời gọi thực hành lời mẹ Fatima kêu gọi hãy siêng năng lần chuỗi Minh Côi. Chuỗi Minh Côi là kinh nguyện được kết thành từ những kinh nghiệm mẹ Maria sống hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu trong suốt hành trình nhập thể và cứu thế. Được diễn tả cụ thể qua những mầu nhiệm mùa vui mùa sáng, mùa thương và mùa mừng. Khi mời gọi chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi, Mẹ Maria muốn chúng ta theo gương Mẹ liên kết cuộc sống của mình với cuộc đời của Chúa Giêsu và để cho Chúa dẫn dắt biến đổi chúng ta ngày càng nên thánh thiện hơn. Với việc suy ngẫm các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu nơi trần gian, chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria những lời kinh trọng đại. Lạy Cha kính mừng và sáng danh được rút ra từ tin mừng. Do đó, khi cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, chúng ta vừa thờ phượng Chúa, vừa tôn vinh và cầu nguyện với Đức Maria, cũng như tu luyện đời sống đạo đức của chúng ta để mỗi ngày nên tốt hơn Xứng đáng là những người con của Chúa và của mẹ Maria Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu đã nhấn mạnh đến việc suy gẫm các mầu nhiệm khi đọc Kinh Mân Côi Không có sự chiêm ngắm và gẫm suy Kinh Mân Côi trở thành một cái xác không hồn Và việc lần chuỗi trở nên một việc nhai đi nhai lại một số công thức có tính cách máy móc khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi Chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu mẹ Hướng dẫn ta sống với Chúa Và nhờ mẹ chuyển cầu cùng Chúa Mọi thao thức khát mong của mình Sư Lucia Một trong các thị nhân Đức mẹ hiện ra tại Fatima đã quả quyết Chẳng có vấn nạn nào mà chúng ta lại không thể được giải quyết bởi chuỗi mân côi. Dầu có khó khăn đến đâu, Dẫu là vấn đề thuộc thế gian hay trời cao, trong đời sống cá nhân hay gia đình, các đức thánh cha đều khẳng định về sự tuyệt diệu của kinh Mân Côi và mong muốn mọi tín hữu hãy siêng năng lần chuỗi, đặc biệt là giờ kinh tối gia đình. Đức Pio thứ 10 khẳng định, nếu các con muốn cho gia đình mình hạnh phúc thì hãy lần chuỗi với nhau mỗi buổi tối. Kinh nghiệm trong đời sống đức tin cho thấy Chuỗi mân côi là phương dược linh nghiệm chữa lành tâm hồn Cứu các gia đình, xây dựng các cộng đoàn, giáo xứ giáo hội và thế giới Vì thế, trong cố gắng sống tinh thần hiệp thông trong cầu nguyện Tôi tha thiết kêu gọi mọi thành phần dân chúa trong giáo phận chúng ta Trong suốt tháng 10 này, hãy đáp lại lời mẹ Maria dạy siêng năng lần chuỗi mân côi đặc biệt hãy đọc kinh mân côi trong tinh thần hiệp thông để cầu nguyện cho các gia đình nhất là gia đình giáo phận chúng ta được hợp nhất và bình an hãy đọc kinh mân côi với lòng nhiệt thành và sốt mến để tâm hồn và cuộc sống của chúng ta được đổi mới góp phần củng cố các gia đình xây dựng giáo hội nhất là giáo phận phú cường thân yêu của chúng ta đồng thời cầu phúc bình an cho thế giới hãy lần chuỗi mân côi trong tinh thần hiệp thông và vì sự hiệp thông nghĩa là lời kinh mân côi chúng ta dâng lên không chỉ là tâm tình cầu nguyện riêng tư cho mình nhưng còn phải giúp liên kết chúng ta trong niềm tin và hợp nhất chúng ta trong tình mến để chung chia niềm vui, nỗi buồn và những thao thức khát mong của giáo hội và của xã hội. Cụ thể, chúng ta có thể cùng đọc chung trong gia đình, trong khu xóm, trong cộng đoàn hoặc liên kết và chia sẻ với nhau trong những chuỗi mân côi sống. Tức là mỗi người nhận một màu nhiệm cùng với kinh lạy cha, mười kinh kính mừng và một kinh sáng danh trong sự liên kết với người khác làm thành chuỗi năm mươi hoặc hai trăm để cùng cầu nguyện với nhau và cho nhau theo một ý chỉ đặc biệt tùy chọn mong sao nhờ nhiệt thành đáp lại lời mẹ fatima dạy bảo chúng ta có thể cảm nghiệm được sức mạnh và hiệu năng của kinh mân côi là vũ khí cực mạnh chống lại hoảng ngục tiêu diệt thối xấu giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ kính chào anh chị em trong tình yêu của thánh tâm chúa và trong lòng từ mẫu của mẹ maria môn côi